Rồi, lại thêm một tác phẩm nghệ thuật nữa mà Công Tiến muốn chia sẻ cho quý các anh chị sắp tới đây. Những ai có nhu cầu được tư vấn thiết kế tiểu cảnh sân vườn thì đây sẽ là một thông điệp ngắn để gửi tới quý các anh chị về một tiểu cảnh mini trước cửa sân, cửa nhà. Vâng, với diện tích chỉ có 8m2 phần trên tường. Thưa quý vị, phần trên tường là một bức tranh ghép đá cảnh về sơn thủy bằng chất liệu đá ghép tự nhiên và có nước chảy. Phần tiểu cảnh phía bên dưới đây chỉ với diện tích từ trong tường ra là 80cm thôi, rất là nhỏ nhưng cũng đủ để cho ta làm nên một cái tiểu cảnh thủy sinh có nước để nuôi được cá cũng như là hồ nan bộ với chất liệu đá tuyết sơn được thiết kế theo thớ làm ngang, thớ vân mây rất là tinh tế. Công Tiến đi lại gần hơn để cho quý các anh chị cảm nhận được về sự tinh tế trong khâu nghiên cứu, chế tác và thi công. Phía đây là trong lòng của phần bể nước thủy sinh, từ trong tường ra chỉ có 80cm thôi nhưng cũng đủ để chúng ta bo thành một cái suối nhỏ mini. Phía bên trên đây là chủ đề chính của chúng ta, tức là tác phẩm hòn non bộ với chất liệu đá ngọc tuyết sơn được lấy vân là vân mây rất nghệ thuật. Đá tuyết sơn là chất liệu đá bán quý được khai thác từ trong lòng đất. Với những đôi bàn tay nghệ thuật, Công Tiến đã cho ra được những viên đá có những hình thù ngẫu hứng tự nhiên, rất tự nhiên và nghệ thuật. Chất liệu này hoàn toàn được khai thác tự nhiên và vân đá là tự nhiên. Những gia chủ nào có mệnh thủy thì chất liệu đá này thuộc ngũ hành tương sinh, tức là kim sinh thủy. Ngoài việc tạo cho con người cảm xúc khi được hưởng ngoạn cảnh quan thì chất liệu đá tuyết sơn này cũng là chất liệu đá phong thủy ứng dụng để hóa giải trấn trạch những vị trí phạm sát trong khuôn viên của mỗi gia chủ. Vâng, tác phẩm của chúng ta mini thôi nhưng thực sự là rất là chất. Các anh chị có nhu cầu được tư vấn tiểu cảnh sân vườn hồ coi, xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có duyên cơ hội chia sẻ cho quý các anh chị. Đây là phía bên trái của tác phẩm. Nói chung là đứng ở góc độ nào thì tác phẩm của chúng ta cũng toát lên một cái sự tinh tế, nghệ thuật, tỷ lệ hài hòa giữa phần nền tranh trên tường cũng như là tác phẩm hòn non bộ ngũ hành sơn được sắp xếp bố cục có hệ thống, có đường lối. Vâng, đây là phía bên phải, đủ để cho các anh chị cảm nhận và hình dung ra được vị trí của tiểu cảnh, chiều sâu, chiều ngang, khối lượng cũng như trọng lượng. Vâng, phía đây là phía trực diện. Sự tác phẩm của chúng ta nhỏ thôi nhưng rất là chất lượng. Quý các anh chị có nhu cầu được tư vấn thiết kế thi công tiểu cảnh sân vườn, thi công hồ cá coi, đặc biệt là hòn non bộ với các chất liệu khác nhau, xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ hội chia sẻ cho quý các anh chị